Nó là sổ rồi, nó còn cỡ 10 ngày à. Mà em nhìn cái giá lá này giờ mình dìu thêm một đợt đọt nó đâu kịp. À, 3 ngày nữa em nháp nước rồi nó sáng nó cua lên là ra thôi. Nháp từ từ thôi. Đi thăm buổi chiều. Tối ra cô ra ăn cơm. Nó đang ở người lớn có ăn đạp cá. Mua đạp cá ăn lên chơi. Tối ra lẩu. Đúng là nó phải dày nè nè Thịnh. Chứ hồi nãy mà vô cái vườn ông bay nên kia anh không biết nói làm sao á. Nó đi đọt dữ quá làm sao. Bây giờ hoa thì nó vẫn cứ còn. Nhưng mà cái dàn lá nó yếu quá. Giờ mình biết không bây giờ đốt cái đọt cái hiệu, nó đốt nó rụi cái cây luôn làm sao. Đốt chết. Thì anh kêu bây giờ cái quất mạnh cái thằng bo với thằng anh ra cô vô. Thì may đâu nó giữ được cái trái chứ còn bây giờ mà không đi đốt. Em vô, em kêu em mua Ajaco mới xịt đó. Thì như cái đọt của em như vậy thì mình hãm luôn bây giờ là được rồi nè. Dàn lá mà nó đủ mà bị nhìn đỏ dữ quá. Đây, vô mấy cái vườn. Cái này ri nè. Cái này cũng xịt được rồi nè, cái này ăn chắc rồi nè. Nếu mà em hãm được ăn chắc nè. Xa. Mà đây bữa bảo rụng mà, rụng gì nữa? Đâu. Đâu cái cây nào mà em làm lại khúc nào mà em kia em làm lại hết vừa luôn đó. Ủa sao mấy cây trên này chừa lại hả? Chừa tại gần đây em tưới nước được. À. Mà bữa nay nó đang sưng ra rồi anh. Sưng chưa? Sưng rồi. Nếu mà sưng thì cái dàn lá cỡ này là dìu đọt ngon nè. Đủ. Đây là em dìu á. Chứ mà em sợ là nó chỗ ra em dìu không kịp. Nên là em phải cắt sớm bỏ này. À. Đây này nó đang đâu? Rồi cỡ này cỡ 2, 3, 4, 3 ngày nữa nháp nước được rồi. Dạ. Nhấp sơ sơ cho nó ẩm xong rồi 3-4 ngày sau nó sáng mắt ra. Một tuần. Tức là cứ ví dụ cỡ này không biết lượng nước của em nó nhiều như thế nào, nhưng mà cỡ em nháp cỡ tầm 10 phút. Nhưng 10 phút không xin dây đâu anh ạ. Không xin dây. Tết này không chịu nhiều. Không, thì bữa sau nghỉ là bữa sau nữa em tăng lên 20 phút. Yeah. Bữa sau nghỉ, bữa sau em tăng lên 35 phút. Rồi qua tuần sau em vô phân. Yeah. Lúng luôn. Tuần phải phun nước đậm thì đậm. Lúng luôn. Đầu cứ ngày tới nghỉ là chơi lúng luôn là cái dàn đọt nó đi là em đủ lá. Dạ đủ. Nhưng mà cái dàn lá nó xanh nó già rồi thì mình đi là đủ nè. Hôm bữa nè nó như vậy em phải cắt bỏ nè. Nó là sổ rồi, nó còn cỡ 10 ngày à. Mà em nhìn cái dàn lá này giờ mình dìu thêm một đợt đọt nó đâu kịp. À. Nên em cắt bữa, luôn. Bữa nó rụng quá hay sao? Dạ. Không bình thường à. Đầy đó chứ. Nhưng mà không đủ trái hay sao mà em phá hết trường vậy? Tại em nhìn cái dàn lá này em giờ kéo thêm lần không kịp nè. Không kịp thì mình hãm thôi. Xong rồi em lỡ kêu vợ kêu giờ mà nó ra em kéo thêm lần đợt đầu cả ra trái cái này kéo thêm lần nữa hai lần nó đủ rồi. Không, lúc đó em cứ hãm thôi, không sao hết, em chỉ hãm nhiều hãm ít thì em rà nó lại thôi. Ví dụ như lúc đó không có chặn máy thì em rà cho nó già nhanh. Dưỡng thì nào mà trái nó hơi lớn cỡ tầm mà bắt đầu cỡ cái chén đi. Chạy mà bữa con Bí Phượng nó bảo là của em rụng dữ quá nên anh quyết định anh lặt hết luôn. Tính là làm lại nó xi mấy cái cây qua một cử. Mấy cái này nhổm hết chưa? Lạch không cũng tốn mớ, nó ra lại mấy cái vị trí ái này, nó tức nó ra nè. Em xịt thuốc rồi đó, nè nó ra nè. Nhưng mà giờ em chỉ cần nó ra một cành này cỡ 2-3 chùm bông thôi. Đừng ra nhiều nữa. Nó ra ít thì nó mới phóng ra cái đọt được. Còn ví dụ nó ra nhiều mình phải lẫy luôn, lẫy bông luôn để cho muốn ra đọt thì lẫy luôn. Nó rụng hết rồi nè, em cỡ 3 ngày nữa là ra nè. 3 ngày nữa em nháp nước rồi nó sáng nó cua lên là ra. Nháp từ từ thôi. Thì em tính là 3 ngày nữa em nháp vừa từ từ thôi đó. Tụt lạch là cách sắc ra hết luôn hả? Cái này kêu công lạch lâu không? Dạ em có vợ à, nhanh mà. Hai vợ chồng thôi. Lấy kéo hay là lấy liềm? Em lấy cái đầu tỉa bông ở kiểu miền Tây á.
À. Trời ơi. Anh cứ tưởng là nó rụng quá. Đâu cắt chứ. Rụng đâu lá trẻ đông nhiều mà. Anh này mất sức cày ghê chứ không? Dạ. Xịt nhìn đỏ mà, kỹ chưa? Em xịt kỹ rồi đó. À. Nhìn đỏ nó dứt cũng tè le luôn á chứ. Nó giỏ nó thổi cái đọt trên nó xanh xanh. Không sao, cỡ này em giờ mà em nhắm như cây của em giờ đổ bao nhiêu lít nữa anh, nếu mà đợt này em cứ tưới lúng cả. Đi à, tưới lúng thì nó sẽ nhổm máy rồi nhổm đọt rồi em đổ có tầm 20 lít. Yeah. 20 lít là đủ rồi. Thế đủ bữa sau đâu. Bữa sau cỡ bao nhiêu ngày đổ tiếp? Không đổ nữa. Yeah. Nháp cử 2 chọc hạt 3 chọc. Yeah. Em nháp thử để coi thử mấy cái độ mấy cái hạt gạo này. Yeah. Nó bung mạnh cỡ nào. Yeah. Nhìn theo nó rồi mình nãy chứ mình đổ nhiều quá nó dư. Nó dư xong cái nó đâu có đứng nữa đâu. Đi nữa đi nữa. Khi đó em chỉ nhìn được trong cái hoa của em lúc đó nó sẽ lộ ra nhiều hơn. Thử là cái tỷ lệ nó nhiều hay ít. Ví dụ như nó nhiều quá thì mình cỡ đó mình ngưng được rồi, mình để cho nó lụa lá. Còn nó ít đó thì mình tính là hãm. Ít hoa thì hãm đọt thôi. Em đợi xong em mua 30-10 em dìu cho nó đọt đi mạnh hơn cơi á, cho nó đủ lá. Không. Mình nó chỉ cần ra cái đọt đó thôi, lá đây là thật ra là cỡ này lá nó tương đối thôi, phải đi một cơi nữa thì mới giữ được lá này, chứ lá này mà im hãm thắt là rụng luôn á. Dạ đúng. Lá thì nó to, em nặng phân về cái dưỡng lá kìa. Cây kia có trái rồi nè. Dạ cây nếu mà ở có trái rồi đó. Đúng là như đợt trước mà em để hết à. Trời sao tự nhiên hai chồng lại hết trơn vậy? Cái cười đọt kìa cho anh nó chứ, cùng lắm mình hãm thôi chứ. Thôi em lại luôn. Cỡ này chắc ăn nó thịt. Kệ nó chứ lại chị. Làm cái bẹp. Ủa nhiêu đây dư trái rồi mà. Dư rồi. Cỡ trước mà nếu mà không lẫy là nó dày hết rồi. Dạ vậy. Vậy mà bé Phượng nó bảo là nó rụng quá nè em tuốt hết. Phải không? Phải rụng không? Rụng ít thôi chứ nên là em cắt mà. Nên là người ta muốn nói người ta em kêu nãy chứ người ta chửi em điên sao. Điên thiệt chứ. Như anh ghen giật mình mà. Dạ? Anh ghen giật mình nhưng mà cái này cũng là cái thử nghiệm. Dạ. Cho những người khác, ví dụ như lỡ vườn họ rụng thì sao? Dạ. Nó rụng xong mình vẫn kích lại được bình thường. Dạ. Nhiều người họ rụng cái xong cái họ xuống tinh thần cái họ không kích nữa, họ chờ sang năm. Dạ. Còn mình rụng bây giờ mình cào mình nên cắt là, hết. Nên là em kêu mình đang trẻ mình sợ mình thử gì. Cứ thử thôi chứ. Dạ. Để coi thử mấy cái này nó rừng hết chưa. Okay. Em cắt hoa hết bao lâu thì nó mới em mới kích lại. Em cắt xong rồi 2 ngày 3 ngày em kích lại á. Lẹ vậy hả? Dạ. Nhổm hết rồi nè. Dạ, nhổm hết rồi đó. Nó nhổm đúng vị trí mình cắt luôn đúng không? Dạ. Chứ không phải nó nhổm mấy cái kia ha. Dạ. Hay ta. Nó tức quá nó nhổm ra. Nè nó sưng ra nè. À nó sưng ra. Mà kêu... đúng ngay vị trí hoa của mình luôn. Dạ, không? Em kêu 3 ngày nữa em bôi nước á. À nháp đi cỡ 3 ngày nữa nó hơi ấy. Đừng có mưa, nó mưa là đen bông á. Mưa đi xịt thuốc tiếp. Xịt rửa không? Dạ. Ừ. Rồi. Ừ. Mưa xong xịt thuốc tiếp. À vừa về là làm hai đợt. Không ai. Bơi